Kênh lang thang muôn nơi vlog. Chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin thông tin về dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Long. Tính từ 7 giờ sáng cho đến 18 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Số ca nghi nhiễm trong ngày là 5 trường hợp. Cụ thể như sau: 3 trường hợp là F1 đã cách ly trước đó tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ 2 trường hợp, Trung tâm Y tế Long Hồ 2 trường hợp. 2 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại thị xã Bình Minh 1 trường hợp, Tam Bình là 1 trường hợp. Phát huy sức mạnh lòng dân trong cuộc chiến chống COVID-19. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho đến ngày 2 tháng 9 năm 2021, đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Long có bài viết về sức mạnh của toàn dân trong công cuộc kháng chiến giành độc lập cho đất nước và niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19 khi khơi đúng mạch sức dân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và đăng ký cho kênh Lang Thang Muôn Nơi nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.